Điểm sơ qua những lần được vinh danh trên bảng xếp hạng thế giới của bánh mì Việt Nam nè. Năm 2016, bánh mì lọt top 100 món ăn nổi tiếng thế giới cho Liên minh Kỷ lục Thế giới, Cookings và Viện Top Thế giới công bố. Năm 2017, bánh mì Việt Nam lọt top 10 món sandwich hấp dẫn nhất thế giới theo trang Traveler. Năm 2018, trang CNN đã ưu ái gọi tên bánh mì ở Hội An là vua của các sandwich trên thế giới. Bánh mì Việt Nam được biến tấu với đủ loại nhân thịt, giò chả, pate, trứng. Một ổ hoàn chỉnh đủ cả tinh bột, cả đạm, cả rau. Từ những xe đẩy bán bánh mì nhỏ lẻ, đến các nhà hàng trên khắp thế giới, bánh mì Việt Nam đã trở thành món ăn đường phố được ưa chuộng. Gần như 100% khách du lịch ngoại quốc đến Việt Nam đều phải thử và bị hạ cục bởi bánh mì. Không chỉ thế, rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có những idol của Hàn Quốc cũng mê mẩn món bánh mì Việt Nam. Họ được thưởng thức trong những chuyến lưu diễn hoặc du lịch, có dịp ăn thử món ăn đường phố hấp dẫn này. Còn ai vào đây nữa ngoài con rể Việt Nam Lee Seung Hoon, Winner, vừa mới tới Việt Nam cách đây 1 đến 2 tháng, dành tình yêu to bự cho món bánh mì nè. Ăn bánh mì mộc mạc, chân chất như người Việt luôn. Hồi fan meeting của Răng Ninh Mang ở thành phố Hồ Chí Minh cuối năm ngoái, Lee Kwang Soo đã đích thân đi mua bánh mì vỉa hè để thưởng thức trong khi vừa ăn trưa no nê. Xong đó, anh Hổ Kim Jong Kook và các thành viên của Let's Go Quickmont từng có trải nghiệm ăn bánh mì năm 2017 và khen hết lời jury. SNSN còn khoe bánh mì Việt Nam là món ưa thích mi pha vê đó. Nữ hoàng vốt qua hăng say thưởng thức bánh mì đến quên cả hình tượng Red Velvet khen bánh mì ngon đứt nở, còn nhận ra là đồ ăn nổi tiếng của Việt Nam luôn nha. Để kể cho các bạn nghe câu chuyện nhóm nữ idol ESID sang Lào, nhưng ăn bánh mì Việt Nam. Hai nữ diễn viên Jeong Sia và Oh Hyun Kyung mê mẩn mùi vị đậm đà trong nước sốt của bánh mì Hội Anui, Pentagon và Sian Ho Produce 101. Ăn hết bèo ổ bánh mì trong một nốt nhạc khai cưỡng lại sức hấp dẫn của bánh mì Việt Nam được cơ chứ. Let's Block Us. Oi.